Xin chào tất cả mọi người, mình là Dung đến từ Học viện Công nghệ Sáng tạo Teki và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo tài khoản CodeKitten để làm bài dự thi. Chọn đăng nhập. Click chuột vào đăng ký ngay. Điền số điện thoại của phụ huynh và tên đăng nhập của bạn vào ô trống. Bước tiếp theo, bạn cần phải nhập mã xác minh được gửi qua số điện thoại đăng ký. Tạo mật khẩu cho tài khoản của bạn. Chọn thông tin nơi sống và trường bạn đang theo học. Ở bước cuối cùng, hãy chọn ảnh đại diện cho tài khoản của bạn. Bạn hãy chọn ảnh đại diện có mặt của bản thân mình rõ nét nhất có thể nhé. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất xong quá trình tạo tài khoản cho riêng mình. Đây là trang web chính của CodeKitten, nơi có đầy đủ mọi thông tin những gì bạn cần biết về kiến thức lập trình, dự án của các bạn trẻ học tại nơi đây, những thông tin cập nhật mới nhất của CodeKitten, thử thách để các bạn trải nghiệm, hình ảnh đội ngũ thầy cô giáo cũng như học sinh xuất sắc đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố được vinh danh trên trang chủ của CodeKitten. Bắt đầu ngay để bắt tay vào dự án của riêng mình nào. Tại trang dự án, học sinh bắt đầu lập trình sản phẩm dự thi và hoàn thành sản phẩm để tham gia dự thi. Sau khi hoàn thành sản phẩm để dự thi, học sinh đặt tên cho dự án và chọn tên tin, bấm lưu bây giờ. Thư mục dự án sẽ có các bài làm đã đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố được vinh danh trên trang chủ của CodeKitten. Tại đây các bạn có thể tham khảo dự án của các học sinh khác để học hỏi và tham khảo. Bấm vào ô biểu tượng màu xanh lá cây để khởi chạy dự án. Để bắt đầu tìm hiểu về kiến thức lập trình, các bạn hãy truy cập vào đây để theo dõi các bài giảng của CodeKitten nhé. Thông tin mới nhất về các cuộc thi, sự kiện của CodeKitten sẽ được cập nhật thường xuyên trên blog, các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.